Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm làm việc tại trường Đảng Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc. Khai trương trang thông tin đặc biệt về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đã có kết quả thanh tra vụ chấm sai điểm thi vào lớp 10 ở Thái Bình. Hoãn phiên tòa xét xử phúc thẩm ông Trần Quý Thanh. Công an bắt giữ, truy xét các nhóm phá xe trên quốc lộ. Chào mừng quý vị đến với bản tin tối của báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh. Tôi là MC Nam Hoàng, rất vui được gặp lại quý vị và ngay sau đây sẽ là chi tiết những thông tin nóng mà chúng tôi vừa cập nhật. Mời quý vị và các bạn theo dõi. Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới Trung Quốc, sáng 20 tháng 8, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến thăm và làm việc Trường Đảng Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, gọi tắt là Trường Đảng Trung ương Trung Quốc. Tham dự có ông Lý Thư Lỗi, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban Bí thư, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Ban giám hiệu, các giáo sư, giáo viên và học viên nhà trường. Phát biểu tại buổi làm việc, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ vui mừng nhân chuyến thăm tới Trung Quốc, có dịp đến gặp gỡ, trao đổi tại Trường Đảng Trung ương Trung Quốc, Học viện Hành chính Quốc gia. Ông đánh giá cao và chúc mừng những thành tích mà trường đã đạt được, xứng đáng là địa chỉ đỏ, mái trường đỏ cho cán bộ các cấp, các ngành, các doanh nghiệp nhà nước của Trung Quốc đến học tập, nâng cao trình độ và tu dưỡng bản thân. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tin rằng, với bề dày lịch sử, những đóng góp quan trọng và thành tích nổi bật, Trường Đảng Trung ương Trung Quốc tích lũy được nhiều kinh nghiệm tốt, cách làm hay trên các phương tiện, cả về nghiên cứu giảng dạy, đào tạo bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ, đổi mới sáng tạo, ứng dụng công nghệ, thúc đẩy phát triển để phía Việt Nam có thể tham khảo, học hỏi. Sáng ngày 20 tháng 8, Báo Nhân dân đã khai trương trang thông tin đặc biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhà lãnh đạo có tâm, có tầm của đảng, và triển lãm ảnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ông Lê Quốc Minh, Tổng biên tập Báo Nhân dân cho biết, trong một tháng qua, Báo Nhân dân với ý thức trách nhiệm chính trị và tình cảm đặc biệt đối với đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã quyết tâm khẩn trương hoàn thành các công việc để ra mắt trang thông tin đặc biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhà lãnh đạo có tâm, có tầm của đảng tại địa chỉ http://nguyenphutrong.nhân dân.vn. Trang thông tin đặc biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhà lãnh đạo có tâm, có tầm của đảng bao gồm gần 1.000 bài viết, ảnh, video, sản phẩm báo chí đa phương tiện, ứng dụng những công nghệ báo chí hiện đại trên nền tảng số. Theo ông Lê Quốc Minh, trang thông tin đặc biệt sẽ góp phần khẳng định, lan tỏa giá trị những thành tựu lý luận và những đóng góp to lớn trong xây dựng cơ sở khoa học, thực tiễn cho quá trình hoạch định đường lối, chủ trương xây dựng, phát triển đất nước trong thời kỳ đổi mới của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, là cơ sở dữ liệu quan trọng phục vụ công tác nghiên cứu, tra cứu của cán bộ, đảng viên và đông đảo công chúng. Sáng ngày 20 tháng 8, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình tổ chức họp báo cung cấp thông tin về kết quả kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm 2024-2025. Tại cuộc họp báo, đại diện thanh tra tỉnh Thái Bình cho biết, sau khi thanh tra tỉnh nhận thấy trong quá trình thực hiện hồi phách bài thi tự luận, số lượng bài thi được kiểm tra khớp phách bằng tay chỉ đạt tỷ lệ 0,71%, không đảm bảo ít nhất 20% số bài thi tự luận theo quy định. Để làm rõ, đoàn thanh tra đã tiến hành tổ chức khớp phách bằng tay 100% bài thi tự luận, không thực hiện việc chấm lại các bài thi, xác định có gần 3.000 bài thi lệch phách, làm sai điểm của 2.750 bài thi. Tổng số bài thi tự luận bị sai điểm là 2.769 bài, trong đó 1.368 bài thi có điểm cao hơn điểm đã công bố, 1.401 bài thi có điểm thấp hơn điểm đã công bố. Tổng số thí sinh bị sai tổng điểm xét tuyển là 1.589 thí sinh, trong đó có 781 thí sinh có tổng điểm xét tuyển cao hơn tổng điểm xét tuyển đã công bố, 808 thí sinh có tổng điểm xét tuyển thấp hơn tổng điểm xét tuyển đã công bố. Theo thanh tra tỉnh, vi phạm này bước đầu xác định do trưởng ban chỉ đạo kỳ thi và ban thư ký đã không thực hiện đúng quy định trong quá trình thực hiện việc hồi phách bài tự luận, dẫn đến công bố sai tổng điểm xét tuyển của 1.589 thí sinh, sai điểm chuẩn xét tuyển đợt 1 của 4/12 lớp chuyên thuộc hội đồng tuyển sinh trường trung học phổ thông chuyên và 11/29 hội đồng tuyển sinh các trường trung học phổ thông đại trà, sai kết quả tuyển sinh của 511 thí sinh. Thanh tra tỉnh kiến nghị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo đoàn thanh tra tiếp tục xác định rõ tồn tại, hạn chế, vi phạm, trách nhiệm của các tổ chức cá nhân trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, gia hạn thời gian đình chỉ công tác đối với ông Nguyễn Viết Hiển, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo để phục vụ công tác thanh tra. Ngày 20 tháng 8, Tòa án Nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh mở phiên tòa xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Trần Quý Thanh và Trần Uyên Phương, con gái của ông Thanh, về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Phiên tòa được mở ra do có kháng cáo của hai bị cáo trên. Bà Trần Ngọc Bích không kháng cáo và có đơn xin xét xử vắng mặt. Tuy nhiên, tại phần thủ tục,
luật sư và ông Trần Quý Thanh có đơn yêu cầu hoãn phiên tòa. Sau khi xem xét, hội đồng xét xử quyết định hoãn phiên tòa và sẽ mở vào ngày 6 tháng 9. Trước đó vào ngày 25 tháng 4, tại phiên tòa sơ thẩm, hội đồng xét xử Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tuyên án bị cáo Trần Quý Thanh 8 năm tù, Trần Uyên Phương 4 năm tù, Trần Ngọc Bích 3 năm tù cho hưởng án treo cùng về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, phạt bổ sung mỗi bị cáo 100 triệu đồng. Hội đồng xét xử nhận định các bị cáo thực hiện giao dịch dân sự cho 4 bị hại vay tiền là không trái pháp luật. Tuy nhiên, để đảm bảo việc vay tiền và lãi phát sinh, các bị cáo đã thỏa thuận ký kết hợp đồng chuyển nhượng tài sản, quyền sử dụng đất, cổ phần công ty, dự án. Đây là các hợp đồng giả tạo trái pháp luật mà sau khi đứng tên trên các giấy tờ hợp pháp từ các bị hại, người vay tiền, thì các bị cáo này nảy sinh ý định chiếm đoạt nên đã dùng thủ đoạn gian dối, nại ra lý do để từ chối thanh toán, làm cho bên vay không thể nhận lại tài sản. Từ đó, các bị cáo đã chiếm phần giá trị tài sản chênh lệch so với số tiền gốc mà bị hại đã vay. Hội đồng xét xử xác định các bị cáo đã chiếm đoạt của 4 bị hại tổng số tiền 1.048 tỷ đồng. Để điều tra về những nghi vấn liên quan đến nhóm này có tổ chức phối hợp với nhau để phá xe của người dân. Tiếp tục trong các ngày 9, 10, 11 và 12 tháng 8, Báo Pháp Luật thành phố Hồ Chí Minh đã liên hệ với Công an huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước, Công an thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương, Công an thành phố Thủ Đức và Công an quận 12, thành phố Hồ Chí Minh để cung cấp các thông tin hình ảnh liên quan đến các tiệm sửa xe có hành vi phá phụ tùng của khách để thay bằng phụ tùng trôi nổi. Tiếp nhận thông tin từ Báo Pháp Luật thành phố Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 8, các trinh sát đội cảnh sát hình sự Công an thành phố Thủ Đức bắt quả tang Mai Văn Cường, 38 tuổi, quê Thanh Hóa, dùng chiêu trò phá xe. Tại Công an phường Bình Chiểu, thành phố Thủ Đức, Cường đã thừa nhận hành vi của mình. Người này cũng đã thực hiện liên tục 10 vụ khác. Trong khi đó, Công an quận 12 cũng tập trung làm rõ hành vi phá xe của người dân, rồi vẽ bệnh, lấy giá cao, do một thợ thực hiện tại tiệm sửa xe Nguyễn Hiền trên quốc lộ 1, phường Trung Mỹ Tây, quận 12. Qua làm việc, người thực hiện được xác định là nam nhân viên khoảng 30 tuổi, tên Lĩnh. Với hai tiệm sửa xe của Đàm Văn Long, 44 tuổi, quê Thái Bình, và Mai Văn Hòa, 35 tuổi, quê Thanh Hóa, trên quốc lộ 1, đoạn qua địa bàn thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương, Công an thành phố Dĩ An đã mời làm việc với cả hai. Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Chí Thanh, sinh năm 1996, ở Quảng Ninh, về tội giết người. Theo cáo buộc, Nguyễn Chí Thanh cùng anh Lại Văn Phong, sinh năm 1996, và anh Nguyễn Văn Thái, sinh năm 1994, có quan hệ bạn bè, chơi với nhau từ lâu. Khoảng 13 giờ ngày 17 tháng 9 năm 2023, anh Phong đến chơi tại căn hộ của anh Thái ở một khu đô thị, thì gặp chị N, người yêu của anh Thái, và bạn là chị Y đang ngồi chơi ở đây. Trong lúc ngồi chơi nói chuyện, anh Phong nói lời tán tỉnh chị Y. Đến khoảng 17 giờ cùng ngày, Thanh đến căn hộ của anh Thái chơi, thì nhìn thấy chị Y và anh Phong đang ngồi nói chuyện tại phòng khách. Do trước đây chị Y là người yêu cũ của Thanh, nên khi thấy tình cũ và anh Phong nói chuyện thân mật, Thanh tỏ thái độ ghen tuông và sẽ ra cãi vã với Phong. Đến 19 giờ, anh Thái mời tất cả mọi người đi ăn ở quán bia gần đấy, với mục đích để Thanh và anh Phong làm hòa với nhau. Tuy nhiên, cả hai tiếp tục cãi vã và lao vào đánh nhau. Sau đó, tại nhà anh Thái, Thanh đã dùng dao tấn công Phong cho đến khi nạn nhân bất tỉnh. Nạn nhân được cấp cứu kịp thời, không tử vong, nhưng tổn thương 47% sức khỏe. Sau khi gây án, Thanh đến công an huyện Gia Lâm đầu thú và tác động gia đình bồi thường cho anh Lại Văn Phong số tiền 1,6 tỷ đồng. Anh Phong không yêu cầu bồi thường thêm và có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị can. Ngày 20 tháng 8, trên mạng xã hội xuất hiện clip người dân ghi lại cảnh một nhóm nam nữ cầm máy ảnh chụp hình một cô gái không mặc quần áo. Theo một số người dân, sự việc diễn ra trên đường Mỹ Phước Tân Vạn thuộc xã Lê Hưng, huyện Bầu Bàng, tỉnh Bình Dương. Khoảng 10 giờ sáng nay ngày 20 tháng 8, một nhóm thanh niên nam nữ đứng trên vỉa hè đường Mỹ Phước Tân Vạn chụp hình một cô gái không mặc quần áo. Điều đáng nói là lúc này đường có rất đông người dân đang lưu thông. Sau khi clip được đăng trên mạng, nhiều người tỏ ra bức xúc vì hành vi phản cảm không đúng với thuần phong mỹ tục của nhóm người nêu trên. Hiện cơ quan chức năng huyện Bầu Bàng đã nắm thông tin người dân phản ánh và đang xác minh làm rõ. Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cho biết, từ ngày 23 đến ngày 25 tháng 8, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội sẽ tổ chức chương trình Những ngày Hà Nội tại thành phố Hồ Chí Minh để hướng tới lễ kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng thủ đô. Lễ khai mạc chương trình Những ngày Hà Nội tại thành phố Hồ Chí Minh dự kiến sẽ diễn ra trên phố đi bộ Nguyễn Huệ, thành phố Hồ Chí Minh. Vào lúc 20 giờ ngày 23 tháng 8,
và được truyền hình trực tiếp trên đài phát thanh và truyền hình Hà Nội. Chương trình sẽ diễn ra với các hoạt động như thăm Bảo tàng Hồ Chí Minh, dâng hoa tượng đài Bác Hồ, Bác Tôn, thăm dâng hương di tích trại giam Bệnh viện Chợ Quán, trưng bày triển lãm tại Bảo tàng Thành phố Hồ Chí Minh, thăm tặng quà 70 gia đình chiến sĩ, lão thành cách mạng tiêu biểu tham gia giải phóng thủ đô hiện đang ở Thành phố Hồ Chí Minh. Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội gặp gỡ, làm việc với lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh. Trong khuôn khổ chương trình cũng diễn ra các hoạt động như trưng bày ảnh tài liệu gắn với nội dung kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng thủ đô, chương trình quảng bá giới thiệu sản phẩm, kết hợp quảng bá xúc tiến du lịch, liên kết thủ đô Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, tổ chức giao hữu thể thao Thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, trưng bày triển lãm giới thiệu tinh hoa Đại học Việt Nam với những giá trị truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo tại trường học trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, giao lưu nghệ thuật, giai điệu trẻ của tuổi trẻ Thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin tối của chúng tôi. Quý vị đừng quên nhấn chuông theo dõi các bản tin tiếp theo trên kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh và các nền tảng Facebook, TikTok của báo. Và đừng quên đồng hành cùng với chúng tôi ở khung giờ quen thuộc trên VLO TV để cập nhật những thông tin mới nhất trong ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.